Rồi hello chị nha, những cái máy thấm dầu cơ khí 47 máy B này em làm xong rồi đó. Làm đề nhựa cảnh chuyên B nhông chuyền trước đây sau này là bộ nhông chuyền chạy nhịp chuẩn nha. Chuẩn hơn sơn, chạy sơn. Cấp liệu thì cũng mới thay, cấp liệu rảnh mới thay 1 tháng. Cảnh này là trẻ bao trẻ hơn năm luôn á, chưa sinh nhai đâu. Là gạt em mới thay luôn nha. Còn cái chổi đang thay đang đang đóng cái chổi cũ ra. Này nhông trước tới sau luôn. Nhông là trẻ nhịp hay đúng rồi, nhịp đổ. Cấp liệu ở trong cái bát này, nhịp nó chuẩn hơn cấp liệu ngoài ngoài bát sơn. Cấp liệu kiểu tấm dao đều kiểu mà nên nhịp nó rất là chuẩn, với lại nhông chuyền nữa nhịp chuẩn hơn. Thì cái máy này chung là máy cũ nhưng mà rảnh rảnh mới làm, rảnh cấp liệu mới thay, sơn này cũng còn cứng lắm. Nói chung là rảnh máy này trẻ ok. Máy trẻ đạt hay không là chủ yếu là rảnh với cấp liệu rồi nè, hợp đề rồi nè, sơn trẻ nó không có nhão máy, ít tăng là ok thôi, không có bị bức bách rồi là trẻ nó ổn định thôi, gì đâu. Này thì máy này giờ em cũng muốn anh chị này có nhu cầu mà như làm điều khó khăn đó mà muốn cần cái máy B mà dạng máy cũ nè để tiết kiệm chi phí cho anh chị đó thì liên hệ em à, số điện thoại em để trên màn hình nè.